Rồi hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em Tâm đây về một em này được mệnh danh là Mini Cooper châu Á nha anh chị nha. Đó, Suzuki Swift phiên bản hatchback nha anh chị. Đó, một em nhỏ gọn 5 chỗ nè anh chị. Đó, đưa đón con đi học nè, xe đi chợ hoặc là anh chị nào cần mua một em xe rồi tiết kiệm nhiên liệu nè, chạy trong phố. Đó, hoặc là anh chị nào mới lấy bằng cần một em dễ sử dụng thì em này là một lựa chọn tuyệt vời nha anh chị nha. Suzuki Swift 2021 anh chị, và em này mới lăn bánh có 9.900 cây rồi, 10.000 cây đi anh chị. Đó, chất xe rất đẹp, màu xám lông chuột luôn nha anh chị nha. Đó, mâm là mâm phay xước nè, 16 inch nè. Suzuki Swift thì không còn quá xa lạ với anh chị em mình rồi nha. Đó, một cái mẫu xe được gọi là đến từ thương hiệu Nhật Bản anh chị. Đó, một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, khá là đẹp. Đó, biển số nè. Xe này là ở Phú Quốc, Kiên Giang nha anh chị nha. Đó, còn nếu mà anh chị nào ở tỉnh khác hoặc là ở Sài Gòn thì bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ cho. Rồi, cùng theo chân em Tâm để quay cái chất xe luôn nha, siêu lướt nha, 10.000 cây. Đầu tiên đi, cụm đèn trước nè anh chị, khá là bóng nè. Đó, cụm đèn trước là full LED nè, có đèn gầm, có đầy đủ hết. Đó, những đường dập chìm, dập lặn trên xe còn rất rõ nha anh chị. Đó, rất đẹp. Mới nói trên cảng còn rất là liền lạc luôn nè. Rồi, mâm là 16 inch, mâm phay xước nha anh chị nha. Rồi, để em tìm cái hàng vỏ cho. Hàng vỏ là tầng thứ 5 của năm 21 nha, bốn vỏ là theo xe, nguyên zin. Đây, gai gió có 10.000 cây nè. Họ rất chuẩn nha. Vì đây là một em xe gia đình nên cũng lên được rất là nhiều đồ chơi luôn anh chị. Dán phim cách nhiệt nè, viền che mưa. Đó, có lót sàn, có màn hình, có camera hành trình, có đầy đủ hết anh chị. Và màn hình DVD của em Swift này là khá là to nha anh chị nha. Đây, ghế da nè. Đó, da rất căng nè. Rất đẹp. Đây, vô lăng nè anh chị, 10.000 cây. Đó, chất vô lăng nè. Để em quay kỹ cho anh chị xem luôn. 9.988 cây số cũng khá đẹp nè anh chị. Trên vô lăng thì mình sẽ có là đầm thả đánh tay nè. Đó, có cruise control nè. Có đầy đủ hết. Có khởi động nút bấm anh chị. Vì em này là có khởi động nút bấm rồi nha. Có camera hành trình nè, đầy đủ. Anh chị mua xe này về là chỉ có đổ xăng mà chạy thôi. Máy em này là 1.2 cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị. Rồi, để em quay luôn cái cần số nè. Đó, thắng tay nè. Chuẩn luôn nha anh chị nha. Đó, rất đẹp. Điều hòa tự động nè. Màn hình DVD khá là to. Đó, keo chỉ em này thì nguyên zin nha. Bên Tâm cũng đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục rồi. Động cơ, khung gầm, máy móc hợp số. Cái cửa sau thì phần mở cửa nằm trên đây nha anh chị. Đó, làm cho mình nhìn về tổng thể phần đằng sau thì nó rất là liền lạc luôn. Đó. Một em xe nhỏ gọn anh chị, rất đẹp. Đó, ghế nè, độ căng như độ phòng nè, chưa có dấu hiệu mà đùng hay là nhăn da gì luôn nha anh chị nha. Đó, máy 1.2 thì thông số nhà máy họ đo là cái đường kết hợp là 5 lít 1 anh chị, 5 lít 1, coi như 5 lít 2 đi. 5 lít 2 thì cái này là trên giấy tờ nha anh chị nha, còn quan trọng là do cái cung đường mình sử dụng nữa. Đó, vì em này là một em hatchback nên không có một cái, không có cấp sau giống như những em sedan như vậy nha. Đó, nó sẽ thông thoáng lên luôn. Chỗ này là để đựng đồ nè anh chị. Thì cái chỗ mà cấp sau của em Swift này thì em Tâm đánh giá cũng khá là to nha. Đó, khá là to. Rồi, đây, bánh sơ cua chưa lăn luôn chị, bộ đồ nghề chưa sử dụng, ốc cốp này nọ là nguyên zin nha. Đó, rất đẹp. Về phần đuôi xe thì cụm đèn sau nè. Đó, có camera lùi. Nhưng mà em Swift này thì không có cả miếng lùi nha anh chị. Đó, đó, rất đẹp. Mini Cooper châu Á nha anh chị nha. Đó, được mệnh danh là Mini Cooper châu Á. À, ghế lái với ghế phụ em này là chỉnh cơ nha anh chị. Đó, chỉnh cơ. Có cái cam hành trình nè. Đó, có đầy đủ hết. Rồi, để em quay luôn cái khoang động cơ xe cho mình xem. Dạ rồi anh chị, đây là khoang động cơ xe nè. Đó, bên em Tâm thì vừa mới dọn dẹp vệ sinh xì ba cho em nó xong. Là em Tâm quay clip liền cho anh chị xem. Đó, những cái vết son của nhà máy vẫn còn nè anh chị. Đó, máy mới tinh nè. Xe thì em cam kết với mình là không tai nạn, không ngập nước nha. Pháp lý chuẩn với km chuẩn, em bao test hãng Hàn Quốc cho mình luôn. Ốc cabo nè, chưa có dấu hiệu mà mở luôn anh chị. Keo chỉ ốc cabo là nguyên zin.
Dạ rồi anh chị, Suzuki Swift đời 2021 chị nha, xe lăn bánh được 9.900 cây đó, màu xám lông chuột nè đó. Hiện tại bên đang bán em này là 505 triệu nha, vẫn còn thương lượng cho mình khi mình lên coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với anh Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo, anh Tâm sẽ gửi ảnh chi tiết như giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip anh Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.